Pháp Sang Khang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng Dutiyam Bibhutang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam Bidhammang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam Bisanghang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyam Bibhutang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam Bidhammang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam Bisanghang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Thì Saranakhanang Nithi Tăng. Pháp quy tam bảo tròn đủ chưa có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Ba na thi ba ta Vairamani sikha panang samadhi yami. Con xin với dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinai đai nam Vairamani sikha panang samadhi yami. Con xin với dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara Vairamani sikha panang samadhi yami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musawada Vairamani sikha panang samadhi yami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame rayama japama dathana Vairamani sikha panang samadhi yami. Con xin văn dự điều học là quy tránh xa si dây vuông rêu và các chất sai. Panatipata Vairamani sikha padang samadhiyami. Con xin văn dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Vairamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara Vairamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Vairamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayama chappama dathana Vairamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padani sadhu kanka toang appamade lele chakalang samarakhita pang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quan giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Si lê na su ca tinh yon ti, si lê na phu ca sâm ba đai, si lê na ni pu tinh yon ti ta sâm ai, si lăng quỷ sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới
Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung warutamang bute yo khalito do so buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang varang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đạo tràng. Phong và tu sắp và mong gà lăng rắc khăn tu sắp và đề hoa ta sắp và cụ đại lô pha vệ nà sà đà sô thi phong văn tu tê phô tu sắp và mong gà lăng rắc khăn tu sắp và đề hoa ta sắp và thăm ma lô pha vệ nà sà đà sô thi phong văn tu tê phô tu sắp và mong gà lăng rắc khăn tu sắp và đề hoa ta sắp và sân khá hai lô pha vệ nà sà đà sô thi Phật quanh tu thế tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người so thất là thô số kỳ tổ của luôn nó hô bồ tát ca sa ne a rô go số kỳ tổ hôi sa sa bê nha tí vi sa thất là tham Sukita Viruna Bontasa Sane Aroga Sukita Hoi Saha Sabbe Nyati Vite Atalatha Sukita Viruna Bontasa Sane Aroga Sukita Hoi Saha Sabbe Hị Nyati Thuyên cầu xin cho các thiền tín được sự ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giao quen cả thảy. Sa thú lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang katap vang kiri yang mamaka ye na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punapalang may hang sabbe phagi phawan tute ye tang ca tang su vi di tang din nang pun nha pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa be lo ca mi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ca ma nun nhang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm, với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào. Tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi,
hãy báo chuyên cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idang no nya tinang ho tu sukhita hon tu nya tayo. Idang watame punyang asawa khayo wahang ho tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm của ngầm. Sabbe puratima ya Disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogha hontu sampatti hisamicchantu sukhi atanang pariharantu dukkhapatta janidukha vayapatta janivaya soka pata jani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên hộ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy.
Ngày bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Còn một phút nữa là đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Không biết sư đã có mặt trước máy hay chưa. Nếu sư rảnh tay thì xin cho con một bàn tay. Con kính nhường mic lại cho sư để bước đầu chương trình sinh hoạt Phật pháp sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thượng đức tăng trong những linh nam mà tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiên nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 30. Trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thô ma hê si ya rang ta tha ga tô lô cô tam mô sam pa ga rù hi che tha cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quy đồ quần đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cận Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường yêu chủ trí năng vô lượng. Từ đẻ ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ yết ta sa sát thu nô lô ca nó mạnh tha sa quy na ca rô cô sáp bành nhu bút tháp bát ti phụ ti sanh nhã tu hoàn đà ma hành tầng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai phê sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô su ca ta sa sa quá cô sê ca su ca mô quá ra thầm ma sê ca cô niên đà ba sang sa đi a na đa rô quá rô quần đà ma hành tầng đa ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tành át tế giá tê chê, ná sê khà mê ê thú á, tha năng tá xà phí à lú phà vê, ná sá hạ xà dê. Ná sê chạch tụ, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa, thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 30. Appamade na makkhawa, Appamade na makkhawa, Ba ma đề na ma kha wa. Câu số 2. Đề wa năng sê tha tăng ga tô, Đề wa năng sê tha tăng ga tô, Đề wa năng sê tha tăng kha tô. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Ba ma đề na ma kha wa đề wa năng sê tha tăng ga tô, ấp ba ma đề na ma kha wa đề wa năng sê tha tăng ga tô, ấp ba ma đề na ma kha wa đề wa năng sê tha tăng ga tô. Câu 3, câu 4. Ấp ba ma đằng ba sang san ti, ấp ba ma đằng ba sằng sằng tí, ấp ba ma đằng ba sằng sằng tí. Câu số 4. Ba ma đồ ga ra hi tô sa đà,
bát ma đô ga ra hi tô sa đà bát ma đô ga ra hi tô sa đà ôn lại câu ba câu bốn ấp bá ma đằng bá sanh sanh tí bá ma đồ ga ra hi tô sa đà ấp bá ma đằng bá sanh sanh tí bá ma đồ ga ra hi tô sa đà ấp bá ma đằng bá sanh sanh tí bá ma đồ ga ra hi tô sa đà. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài. Ấp Bà ma đề nam ma ca hoa đề hoa năng sê tha tăng ga tô ấp bà ma đằng bà sanh sanh thi bà ma đô ga ra hi tô sa đà ấp bà ma đề nam ma ca hoa đề hoa năng sê tha tăng ga tô ấp bà ma đằng bà sanh sanh thi bà ma đô ga ra hi tô sa đà Bà ma đề na ma kha wa đề wa năng sê tha tăng ga tô ấp bà ma đằng bà sanh sanh thi bà ma đô ga ra hi tô sa đà. Chúng ta còn một cách đọc nữa chứ không phải đọc một nguyên bài ha. Ấp bà ma đề na ma kha wa đề wa năng sê tha tăng ga tô ấp Bà ma đằng bà sanh sanh tí bà ma đồ ga ra hi tô sa đà. Cách này dễ đọc hơn ha. Ấp bà ma đề na ma ca hoa đề hoa năng sê tha tăng ga tô. Ấp bà ma đằng bà sanh sanh tí bà ma đồ ga ra hi tô sa đà. Đó là trên cái giọng kinh ha, chúng ta phân biệt trường âm và đoạn âm. Còn bây giờ giọng kệ một câu tám từ thì đây là một bài kệ rất là dễ đọc. À, quý vị chú ý bốn bốn theo cái âm điệu bốn bốn thì chúng ta sẽ phân ra và đọc một lần hai câu phải nương nhau. Appamade na makawa dewa nang se tatang gato ambamadang ba sang santi bamadoga rahito sadam ambamade na makawa đề hoa năng xét tha tăng ga tô âm ba ma đăng ba sanh sanh tì ba ma đô ga ra hi tô sa đà âm ba ma đề na ma kha hoa đề hoa năng xét tha tăng ga tô âm ba ma đăng ba sanh sanh ti ba ma đô ga ra hi tô sa đà. Đế Thích không phóng dật, đặt ngôi vị thiên chủ không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Rồi bây giờ mời sĩ quý ta sĩ kim sĩ kim nhung ạ. Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, con cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh Ngài Trí Đức cùng chị Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 30 ạ. Bà ma đề na ma kha wa đề wa năng sê tha tăng ga tô ấp bà ma đằng bà sanh sanh tí bà ma đô ga ra hi tô sa đà
Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm ma đê, hai trường âm thông thường, ná, má, khá là ba đoạn âm. Qua trường âm thông thường, đê qua hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét trường âm nhấn, thá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ấp ba ma đề nam ma ca quả, đề hoa năng xét tha tăng gà tô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, bá đoạn âm, ma đô, hai trường âm thông thường, gá rá hí, ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, ấp ba ma đăng ba sang san tí ba ma đô gá rá hí tô xá đa. Và con đọc lại hết bài. Ấp ba ma đề na ma kha hoa đề hoa năng xét tha tăng gá tô. Ấp ba ma đăng ba sang san tí ba ma đô gá rá hí tô xá đa. Ấp ba ma đề na ma kha hoa đề hoa năng xét tha tăng tô. Ấp ba ma đăng ba sang san tí ba ma đô gá rá hí tô xá đa. Đế thích: không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ấp ba ma đê na ma kha hoa đê hoa năng xét tha tăng gà tô. Ấp ba ma đăng ba sang san tì ba ma đô ga ra hi tô sa đa. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hai người, ba người, bốn người. À, trời, bốn người nghe rõ vàng. Tốt quá, tốt quá. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ vàng. Sư, bữa nay sư ngủ trễ đó sư ha, để cho vì chánh ngộ, tự mình gom nguyên ổ luôn, đọc kinh Tâm Bảo rồi giữ sinh giới luôn. Ngầu quá, xa thú luôn. Nhưng mà sư chỉ ho cái vài tiếng thôi, sư đâu, sư sẵn còn khỏe sư ha, tại sư ngủ trễ một chút thôi. Còn xin, còn không nói nhiều nữa, để sư nói, mở nhỏ quá lên, nói hoài, nói tào lao thiên địa, nói hoài không chịu trả bài, mất giờ quá. Ủa, sao mà không thấy chắc đi vô trễ à? Thôi, sao đi nha, không đâu chị, sư có từ đầu hết. Đúng là mình vô trễ mà mình si bụng ta ra bụng tôi. Ai dạ dạ dạ. Chật chật sám hối. Thôi để trở lại chương trình, con xin trả bài. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 30. Chắc này hết rồi sư, hết cái này là phải tóm tắt lại phải không sư? Chết rồi, khó quá. Thôi giờ đọc cái đã. Giang Nhật Kha cười nhăn răng nghiêng người luôn. Thôi trả bài đi, nói sao ha. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 30. Áp ba ma đề na ma ca hoa đề hoa năng xét tha tăng gà tô. Áp ba ma đăng ba sang san ti ba ma đô gà ra hi tô sa đà. Áp ba ma đề na ma ca hoa đề hoa năng xét
tha tăng ga tô áp pa ma đằng pa sằng sằn ti pa ma đồ ga ra hiệu sa đà. Ồ, còn hai câu nữa, câu nào cô mít tà, còn hai câu nữa là gì? Không hiểu hả? Còn hai câu nữa, câu gì nói vậy cô mít tà? Ai cái tính sao đi, bây giờ đọc lại nguyên bài chắc. Appama de namaka wa de wa nang sát tha tăng ga tô Appama đằng pa sang san ti pa ma do garahito sa da. À tôi hiểu rồi, tới 32 câu mới hết cái phẩm này đúng không? Rồi biết rồi, biết rồi. Ai chà, công chuyện nhiều quá, đầu óc lú lẳng rồi cô mít tà ơi, xin lỗi nha. Cảm ơn cô nha. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, má khá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, câu số 2. Đê qua hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xét trường âm nhắn, thá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Appama de namaka wa de wa nang sát tha tăng ga tô Appama đằng pa sang san ti pa ma do garahito sa da Appama de namaka wa de wa nang sát tha tăng ga tô Appama đằng pa sang san ti pa ma do garahito sa da. Phân tích câu 3 và câu 4. Áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sanh trường âm nhắn, tí đoạn âm, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, bá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, gá rá hí ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Kỳ này con ca kệ hai kiểu nha sư, kiểu mà giống như sư kệ đó mà cô Mít Đà nói cô thích nghe lắm, cô nói hay lắm. Rồi con kệ rồi trách của con. Trách của con lúc nào sư cũng chê, cái tưng nhảy lên nhảy xuống. Trời ơi, đâu phải lúc nào cũng phải làm ai cũng giống nhau đâu sư, nó chán dữ lắm sư ơi. Thôi con đọc lại câu 3, câu 4, đọc nguyên bài này. Appama đằng ba sang san ti pa ma do garahito sada Appama de namaka wa de wa nang setta tang gato Appama đằng ba sang san ti pa ma do garahito sada Appama de namaka wa de wa nang setta tang gato Appama đằng pa sang san ti pa ma do garahito sada. Chưa kể sư nó cho bông qua rồi. Sư mới nghe con cãi rồi, con cãi có hay không sư hả? Không, bây giờ con cãi, cãi theo cách của sư nè. Giống như cái kiểu mà sư kệ lên xuống gì điều vậy đó. Appama de namaka wa de wa nang setta tang gato Appama đằng ba sang san ti pa ma do ga ra hi to sa da. Cái này cũng giống, để cái coi lại cái sao ha. Appama de namaka wa de wa nang set tha tang ga to Appama đằng ba sang san ti pa ma do ga Rahito Sada. Chết rồi, không giống sư ơi. Phóng giặc quá rồi, thôi con làm cho kiểu con đi. Appama de namaka wa de wa nang set tha tang ga to Appama đằng ba sang san ti pa ma do ga Rahito Sada. Đế thích không phóng giặc đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng giặc được khen, phóng giặc thường bị trách. Đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạo này cô Kim kệ giỏi quá ha.
Trời ơi, không có tiền lẻ tặng cho Giang Nhật Hạ thôi, sao không vỗ tay vỗ chân vậy trời? Thấy không, cô Mít Tra nè, vỗ tay vỗ chân nè, Hồng Thị Kim Nhung vỗ tay vỗ chân nè, Hồng Mai nè, vỗ tay vỗ chân nè. Người ta vỗ tay vỗ chân như vậy đó mới có âm thanh, mới vui, bỗng băng bỗng qua, quỷ chán dữ lắm. Ok, nhìn cám, đà, đúng đó, còn vỗ tay vỗ chân, còn cười nữa, khoái chí nữa. Sư con không, sư cho con bông qua, tức là con không có đọc sai vậy trơn, không sư, chắc là không có chắc chắc không sư. Vậy con cảm ơn sư trước nha, và cảm ơn quý vị khán giả đã, quý vị trong đạo tràng đã nghe và cho bông qua, cũng như vỗ tay vỗ chân, sa thú, mời cô Hồng Thị Kim Dung kế tiếp nghe. Good luck. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc kệ ngôn số 30 ạ. Appa ma de nama kha wa de wa nang sa tha tang ga to app ba ma đằng ba sằng sàn ti ba ma đồ ga ra hi to sa đà áp ba ma đề na ma kha hòa đề hòa năng sa tha tăng ga tô áp ba ma đằng sằng sàn ti ba ma đồ ga ra hi tô sa đà. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, ná, má, khá là ba đoạn âm, qua là trường âm thông thường, là trường đê, qua là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Áp ba ma đề na ma kha hòa đề hòa năng sa tha tăng ga tô. Câu 3 và câu 4 ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bá là đoạn âm, ma, đô là hai trường âm thông thường, gá, rá, hí là ba đô trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Áp ba ma đằng ba sằng sàn ti ba ma đồ ga ra hi tô sa đà. Áp ba ma đề na ma kha hòa đề hòa năng sa tha tăng ga tô. Áp ba ma đằng ba sằng sàn ti ba ma đồ ga ra hi tô sa đà. Con xin kệ ạ. Appamada, con xin sám hối. Appamade namaha wa dewa nang se tha tang ga to. Appamadang basang santi bamadoga rahito sada. Appamade namaha wa dewa nang se tha tang ga to. Appa ma đang ba sang san ti ba ma đô ga rai to sa đa. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật bị thường bị trách, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, các đọc kệ và phân tích xong, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chúc con biết, con kính tri ân sư ạ. Dạ, thân mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khai, dạ, dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Chi Tôn Đức Tăng. Kính chào các cô tu nữ và đạo tràng, con xin trả bài. Con là 30. Áp ba mà đề na ma kha hòa, đề hòa năng sát tha tăng gá tô. Áp ba mà đằng ba sàng sàn ti ba ma đồ ga ra hi tô sa đà. Áp ba mà đề na ma kha. Appa ma đề na ma kha hòa đề hòa năng sát tha tăng ga tô.
ba ma đằng ba san ba sang san ti ba ma đồ ga ra hi tổ sa đà. Áp trường âm nhấn ba đoạn âm ma trường âm thông thường ma đê hai trường âm thông thường ná má khá ba đoạn âm qua trường âm thông thường đê qua hai trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sát trường âm nhấn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gác trường đoạn âm tô trường âm đọc tô trường âm thông thường ấp ba ma đề nam ma kha hòa đề hòa năng sát tha tầng ca tô ấp ba ma đằng ba sằng sàn ti ba ma đồ garito sa đà áp trường nhấn bá đoạn âm ma trường âm thông thường đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm nhấn tí đoạn âm tí má đoạn hai đoạn âm ma trường âm ma đô hai trường âm thông thường gá rá hí ba đoạn âm tô trường âm thông thường xá đoạn âm đa trường âm thông thường ba ma đằng ba sần sàn ti ba ma đồ ga ra hi tổ sa đà ấp ba ma đề nam mắc tha hòa đề hòa năng sát tha tận ga tổ ấp ba ma đằng ba sần sàn ti ba ma đồ ga ra hi tổ sa đà ba ma đồ ga ra hi tổ sa đà cấp cho con đọc thêm này. Ấp ba ma đề nam ma kha hòa đề hòa năng sát tha tầng ga tô ấp ba ma đằng ba sằng sòn ti ba ma đồ ga ra hi tô sa đà Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ không phóng dật được khen phóng dật thường bị trách bản dịch qua tỉnh Thích Minh Châu ấp ba ma đề nam ma kha hòa đề hoa năng sát tha tâm gà tổ áp ba ma đăng ba sân sơn tì ba ma đô gá ra hi tô sa đà Nhà con đã xong, con có sai trong ngày và đạo tràng chỉnh sửa, con xin chào mít chưa về kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 30. Áp pa ma đề na ma kha wa đề wa năng set tha tăng ga tô. Áp pa ma đằng pa sang sanh ti pa ma đô ga ra hi tô sa đà. Con xin phân tích cô 1, cô 2. Áp trường ân nhấn thá đoạn âm ma đê hai trường âm thông thường ná má khá ba đoạn âm qua trường âm thông thường đê qua hai trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xét trường âm nhấn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá đoạn âm tô trường âm thông thường áp pa ma đề na ma khắc hòa đề hòa năng xét tha tăng ga tô con xin phân tích cô 3, cô 4. Áp trường âm nhấn thá đoạn âm ma trường âm thông thường đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm xanh trường âm nhấn tí đoạn âm bá đoạn âm ma đô hai trường âm thông thường gá rá hí ba đoạn âm tô trường âm thông thường xá đoạn âm đa trường âm thông thường áp pa ma đăng ba sang xanh tí tha ma đô ga ra hi tô sa đà con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 30. Áp pa ma đề na ma kha hòa đề hòa năng xét
tha tăng ga tô áp pa ma đăng pa sang sanh ti pa ma đô ga ra hi tô sa đà áp pa ma đê na ma kha wa đê wa năng xét tha tăng ga tô áp pa ma đăng pa sang sanh ti pa ma đô ga ra hi tô sa đà đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 30. Appa ma de namaha wa de wa nang setha tang ga to. Appa ma dang pa sang san ti pa ma do ga ra hi to sa da. Appa ma de namaha wa de wa nang setha tang ga to. Pa ma đằng pa sang san ti pa ma đồ ga ra hi tô sa đà. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Áp trường âm nhấn tá đoạn âm ma đê hai trường âm thông thường ná má khá ba đoạn âm qua trường âm thông thường ạ. Đê qua hai trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xếp trường âm nhấn thá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá đoạn âm tô trường âm thông thường ạ. Con đọc lại câu 1 câu 2 và con phân tích câu 3 câu 4. Appa ma de namaha wa de wa nang se tang kha to. Appa ma dang pa sang san ti pa ma do ga ra hi to sa da. Áp trường âm nhấn tá đoạn âm ma trường âm thông thường đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm nhấn tí đoạn âm ạ. Tá đoạn âm ma đô hai trường âm thông thường gá rá hí ba đoạn âm tô trường âm thông thường xá đoạn âm đa trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài. Pa ma de namaha wa de wa nang set tha tang ga to. Appa ma dang pa sang san ti pa ma do ga ra hi to sa da. Đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Con xin kể. Appa ma de namaha wa de wa nang set tha tang ga to. Appa mang da appa dang pa sang san ti pa ma do ga ra hi to sa da. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai con kính sư sửa và quý đạo hữu chỉ cho con xin xuống mic, con mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, xin kính lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh. Kính chào quý bà, quý cô, quý anh chị em. Kính chào chư quý vị. Hôm nay trên đọc coi kinh Pháp Cú số 30. Appa ma de namaha wa de wa nang setha tang ga to. Appa ma dang ba sang san ti ba ma do ga ra ti to sa da. Appa ma de namaha wa đề hòa năng sách tha tầng gá tù. Áp ba mà đằng ba sân
Santiba ma do garahito sada. Dạ, thầy xin kể. Abba ma de namagawa dewa nang set ta tang gato Abba ma dang ba sang santi ba ma do garito. Xin lỗi. Ba ma do garahito sada Abba ma de namagawa dewa nang set ta tang gato Abba ma dang ba sang santi ba ma do ga rahito sada. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen. Phóng dật thường bị trách. Dạ, đã đọc xong. Xin kính chúc sư sức khỏe, đạo học tinh tấn và chú quý vị tính pháp an vui. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ Vua Chư Tăng và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Thiên Vũ, chị Netta, Kim Nhân đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn chị Thanh Hoàng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 30. Appamade namakawa dewa nang setha tangato appamadang pasang santi pamado garahito sada Appamade namakawa dewa nang setha tangato appamadang pasang santi pamado garahito sada. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appama de namakawa dewa nang setha tangato. Up là trường âm nhấn, pa đoạn âm, ma de hai trường âm thông thường, na má khá ba đoạn âm, wa trường âm thông thường, de wa hai trường âm thông thường, nang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, set trường âm nhấn, tha đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Appama de namakawa dewa nang setha tangato. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Appama dang pasang santi pama do garahito sada. Up là trường âm nhấn, pa đoạn âm, ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, tá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, gá rá hí ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường. Ấp pa ma đăng pa sang san ti pa ma đô ga ra hi tô sa đa. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 30. Appama de namakawa dewa nang setha tangato appama dang pasang santi pamado garahito sada. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Appama de namakawa dewa nang setha tangato appama dang pasang santi pamado ga rahito sada appama de namakawa dewa nang setha tangato appama dang pasang santi Pamadoga Rahito Sada. Dạ, con đã đọc, phân tích và kể xong. Có gì sai, nhà sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Xin cảm ơn sư đã post bài. Dạ.
Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chư đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 30. Appama de na makha wa de wa nang sen tha tang ga to appama tang pha san san ti pama do ga ra hi to sa da appama de na makha wa de wa nang sen tha tang ga to appama tang pha san san ti pama do ga ra hi to sa da. Con xin phân tích câu 1 và 2. Appama de na makha wa de wa nang setha tang gato. App trường âm nhấn và đoạn âm ma trường âm thông thường, de trường âm thông thường, na makha ba đoạn âm, wa trường âm thông thường, de trường âm thông thường, wa trường âm thông thường, nang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, set trường âm nhấn, tha đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga đoạn âm, tô trường âm thông thường. Appama de na makha wa de wa nang setha tang gato. Câu 3 và câu 4. Appama tang pha sang san ti pha ma do ga ra hi tu sa ta. App trường âm nhấn và đoạn âm ma trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn tí pha đoạn âm ma đô hai trường âm thông thường, gá rá hí tô xá ba năm động, xin lỗi, gá rá hí ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường. Áp pháp ma đằng pháp sanh sanh tí pháp ma đô gá rá hí tô xá đa. Áp pháp ma đề na mắc khá wa de wa nang setha tang gato appama tang pha san san ti pama do ga ra thi to sa da. Đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen phóng dật thường bị trách của hòa thượng Thích Minh Châu. Appama de na makha wa de wa nang sen tha tang ga tu appama tang pha sang san ti pha ma du ga ra hi tu sa da. Appama de na makha wa de wa nang sen tha tang ga tu appama tang pha sang san ti pha ma du ga ra hi tu sa da. Dạ, con kính tri ân ngài, con kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 30 ngày hôm nay ạ. Appama de namakha wa de wa nang setha tang gato appama dang pasang santi bama do garahito sada. Appama de namakha wa de wa nang setha tang gato appama dang pasang santi bama do garahito sada. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. App trường âm nhấn, ba đoạn âm, ma, đê, hai trường âm thông thường, ná, má, khá là ba đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đê, qua là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Appama de namakha wa de wa nang setha tang gato. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Appama dang basang san ti bama do garahito sada. App là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, dang là đoạn âm,
Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tí, ba là hai đoạn âm, ma, đô là hai trường âm thông thường, gá, rá, hí là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Appama đằng bát sằng san tí ba ma đô gá ra hí tô sa đa. Dạ con xin đọc lại ạ. Appama đề namakha hòa đề hòa năng xét tha tăng gá tô. Appama đằng bát sằng san tí ba ma đô gá ra hí tô sa đa. Đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật đường khen, phóng dật thường bị trách. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Appamade namakha wa de wa nang set tha tang ga to. Appamadang ba sang san ti ba madoga rahati sada. Appamade namakha wa de wa nang set tha tang ga to. Appamadang ba sang san ti ba madoga rahati sada. Dạ con đã đọc xong có sai nhịch, sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời Sít Quang Thanh ạ. Cảm ơn sư đã post bài. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Và kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và Sư Tuệ Đức. Và kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 30. Appama de namakha wa de wa nang setta tang ga to. Appama dang ba sang san ti ba ma do rarati hito sada. Appama de namakha wa de wa nang setta tang ga to. Appama dang ba sang san ti ba ma do gara hito sada. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ác là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, ná má khá là ba đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đê qua năng là đê qua là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo cộng nguyên âm, xét là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Áp ba ma đằng ba sằng sàn ti ba ma đồ ra ga ga ra hi tô sa đà. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng, bá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường nhấn, tí bá là hai đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, gá rá hí là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Đã có xin đọc lại toàn bài. Appama de namakha wa de wa nang set tha tang ga to. Appama dang ba sang san ti ba ma do ga ra hi to sa da. Không ai bóp bài, con đọc cái kia. Và con xin đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Dạ con xin kệ. Appama de namakha wa de wa nang set tha
do ga ra hi to sa ra ap ba ma de na ma ka wa de wa nang se ta tang ga to ap ba ma dang ba sang san ti ba ma do ga ra hi to sa ra. Dạ, con đã đọc và phân tích con và kệ con có sai, mong ngài Chí Đức và đại tràng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ Sư Pháp Trang. Con kính lễ Sư Tuệ Đức. Con kính lễ Cô Tôn Nữ Phúc Hạnh. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng rất nhiều đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc phân tích câu pháp cú hôm nay là câu số 30. Dạ, con vấn tri ân sư đã đưa bài lên cho con ạ. Dạ, câu số 30. Appadane appama appama de namaka wa de wa nang setta tangato Bama dang basang santi bama do garahito sada. Appama de namakaga de wanang setta tanggato. Appama dang basang santi bama do garahito sada. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Appama de namakawa de wa nang setta tangato. Và câu số 1. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, má là đoạn âm, khá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Và câu số 2, đê qua là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Appa ma dang ba san san ti ba ma do garahito sada. Câu số 3. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, san là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 4. Bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, gá rá là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại. Appa ma de namaka wa de wa nang setta tanggato. Appa ma dang pa sang san ti pa ma do garahito sada. Appa ma de Appama de namaka wa de wa nang setta tanggato. Appama dang basan san ti pama do garahito sada. Dạ, con xin kể câu pháp cú số 30. Appama de namaka wa de wa nang setta tăng ga tu ấp ba ma đăng ba sang san ti ba ma đô ga ra hi to sa đa.
Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đó là bản dịch chuyện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con kính tri ân Ngài đã đưa bài học lên cho chúng con hôm nay. Dạ, bây giờ niệm từ xin mời Đạo Tràng vị kế tiếp để lên đọc bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nam Mô Bụt Tha Ya. Nam Mô Tham Ma Ya. Nam Mô Sang Kha Ya. Trước tiên kính lễ Đại Đức Pháp Tràng, Đại Đức Tuệ Đức, xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Sa thú, hôm nay 12 vị đọc, vị nào đọc cũng rất là chuẩn. Dù huynh đạo huynh không có phân tích, nhưng mà trên cái giọng đọc về trường âm đoạn âm thì huynh đạo huynh rất là rõ ràng, chính xác. Ở trong này quý vị thấy có một cái vị đọc mà thấy đến cái trình độ mà khi kệ mà kệ lái nữa, quý vị biết vị nào không? Đọc kinh trường âm đoạn âm đã khó, nhưng mà khi kệ là kệ nó lái, tức là ví dụ có ba áp phẩm mà đằng ba sằng sành tí ba mà đồ các ra hi tô sa đà. Nhưng mà khi kệ chữ áp phẩm mà đằng là đọc là áp ba đằng mà ba sằng sành tí. Quý vị thấy kệ mà đọc áp phẩm mà đằng thành ra áp ba đằng mà ba sằng sành tí. Khi mà phân tích trường âm, đoạn âm thì quý vị phân tích đúng, nhưng mà khi kệ thì sao cũng được, phải không? Nhưng mà không nên Appama Đăng, thì cứ đọc là Appama Đăng, đừng có Appama Đăng Ma ha. Hôm nay thì quý vị rất là tuyệt vời, 12 vị xuất sắc ha. Chúng tôi chỉ chú trọng đến cái vấn đề mà trường âm, đoạn âm, tức là cái giọng đọc của quý vị chuẩn, đó là một sự thành công. Bởi vì quý vị đã tự mình vượt lên chính mình. Không riêng những cái câu Phật ngôn này, mà những văn bản Pali quý vị nhìn vô đọc và biết đó là trường âm, là đoạn âm, thì đó là một sự thành công. Mà đi vô chi tiết thì trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đặt theo giọng nguyên âm chỉ có ở trong room này mà thôi. Còn các room khác hoặc là các cái chùa khác chỉ có dài và ngắn, chỉ có trường âm và đoạn âm. Chẳng qua là vô trong này nó rắc rối. Chính cái rắc rối á, quý vị mới quay lại với chính mình, để rồi có một cái sự thứ tự phân biệt, nghĩa là có như nó chú tâm một chút, để cho quý vị thấy rằng ồ, cái trường âm, nhưng mà trường âm gì. Và tự nhiên chúng ta có cái vấn đề mà ghi nhớ, chúng ta có sự coi như là kỹ lưỡng hơn một tí. Và chính vì vậy mà giọng đọc của quý vị thành công. Thôi thì bây giờ chúng ta thấy không ai đưa tay nữa, cho nên bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Câu Phật ngôn 30. Còn hai câu Phật ngôn nữa như là Sích Mê Ta đưa ra khi nãy, tức là 31, 32. Chúng ta hết cái phẩm phóng dật. Mà khi hết cái phẩm mà không phóng dật này á, thì chúng ta ôn lại để coi cái vấn đề chúng ta không phóng dật như thế nào. Quý vị hãy chú ý một tí. Quý vị đưa tay, chúng tôi sẵn sàng nhường.
Nếu mà đưa tay lắc thế này tới khi mà chấm dứt luôn, hết giờ luôn thì chết luôn. Làm sao quý vị hiểu được cái ý nghĩa từ vựng? Làm sao quý vị biết được cái duyên sự của câu Phật ngôn này? Cho nên quý vị nếu có đưa tay thì sắp hàng đi, sắp hàng đi thì cái đó nó ổn hơn. Chứ còn nếu đưa tay lắc rồi khi có khi không, và cái trường hợp này cứ rung chết, tức là nó gián đoạn. Quý vị cứ liên tục đi thì chúng tôi sẽ chờ. Còn đưa tay lác đác thì chúng tôi xin phép, không phải là biết đắc hàng hay là không đắc hàng, mà tùy theo cái bài học của chúng ta. Có khi cái duyên sự nó dài, có khi cái duyên sự không có, hai ba bài mới cùng một duyên sự, thì chúng tôi phải linh động. Cho nên quý vị quan hỷ ha, thà đưa tay sắp hàng. Cái mùa dịch Covid này thì quý vị thấy rằng nếu không nhanh tay để tử thần nó đến thì chạy cũng không kịp thôi. Thôi bây giờ chúng ta đi vào tự vựng của câu Phật ngôn này. Appamade namakkhawa, appamade namakkhawa. Câu này chúng ta có được hai từ. Appamade na là một, makkhawa là hai. Appamade na, cái từ này chúng ta học rất nhiều ha. App, nó là một tiếp đầu ngữ, ở phía trước. Tức là Bamada là không phóng dật, phóng dật nhưng mà có chữ ấp ở phía trước có nghĩa là không, có chữ á phía trước có nghĩa là không. Appamadena, đây là cái chia thứ ba, Tathiya Vipattiye Kavacchana. Appamadena có nghĩa là không phóng dật, không sao lãng, không buông lung. Rồi cái từ makkhawa, đây là một danh từ nam tính, makkha akaranta pumlinga, nhưng mà nó đứng làm chủ từ, ám chỉ danh xưng, ám chỉ tên của một người, đó tức là Đức Vua Trời Đế Thích Makkhawa. Đức Vua Trời Đế Thích Makkhawa. Bởi vì cái phẩm không phóng dật thì cái từ appamadena, appamada, appamadang thì chúng ta cũng học rất là nhiều rồi. Thì mấy cái chỗ này chúng ta có thể thông qua ha. Rồi câu số 2. Deva nang setha tang gato. Deva nang setha Tha tăng gá tù. Câu này có ba từ. Đê quá năng, do cái từ đê quá. Đê quá là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Và chữ đê quá này được chia theo sở hữu cách số nhiều, chát thí, quỳ phá tí, bà hú quá trình á. Cho nên chữ đê quá biến thành đê quá năng. Đê quá năng là của chư thiền, của chư thiền. Rồi, từ thứ hai, Setatang, do cái từ Setata. Setata, đây là một danh từ nữ tính, Akranta Ithilinga. Và Setata ở đây được chia theo đối các số ít, Dutiya Vipattiye Kavacchana. Cho nên Setata biến thành Setatang. Setatang là ngôi vị tột bậc, vị trí hàng đầu. Ngôi vị tột bậc, vị trí hàng đầu. Rồi, cái từ thứ ba, Gato. Gato, do cái động từ Gacchati.
Nhưng mà ở đây Gato nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ, và nó đứng làm chủ từ số ít. Bathama ekavachana vipatti, cho nên Gato có nghĩa là đã đi đến, đã đi đến. Rồi, appamadang basang santi. Appamadang tức là không dễ vui, không sao lãng. Rồi, từ thứ hai, sang santi. Bát sang sành tí, ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ bát là nó nhấn mạnh cho cái từ sang sành tí, và căn ngữ sang có nghĩa là nói ra, chỉ ra ha. Thì ở đây sang sành tí là một động từ số ít, có nghĩa là ngợi ca, khen ngợi, khen ngợi. Và câu cuối cùng, đúng rồi, đây cái động từ số nhiều, đây là động từ số nhiều, sân sân tí. Khi nào sân sát tí, đó là động từ số ít. Còn đây bát sân sanh tí là động từ số nhiều. Ai sa tu sa tu si kim. Và câu cuối cùng, bamado garahito sada, bamado garahito sada, bamado là sao lãng, dễ vui. Phong vật garahito, garahito đây là một cái dạng quá khứ phân từ, và nó đứng làm chủ từ số ít. Bathamán ekavachana vipatti, cho nên garahito ý nghĩa là đã bị quở trách, đáng khiển trách, đáng khiển trách, hay là đã bị quở trách. Và cái từ cuối cùng, sada, đây là một trạng từ, luôn luôn, thường xuyên, luôn luôn, thường xuyên. Vậy thì câu Phật ngôn 30 cho chúng ta một ý nghĩa. Đức Vua Trời Đế Thích Ma Kha Hòa đi đến vị trí hàng đầu trong số chư thiên nhờ sự không sao lãng. Người người ca ngợi sự không sao lãng, sự sao lãng luôn luôn bị vỡ chấp. Đức Trời Đế Thích đi đến vị trí hàng đầu trong số chư thiên nhờ sự không dễ vui. Người người ca ngợi sự không dễ vui, sự dễ vui luôn luôn bị quở trách. Và Ngài Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: chỉ nhờ đức tánh tinh cần, Đế Thích cai quản bốn tầng thiên vương, dễ vui thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Chỉ nhờ đức tánh tinh cần, Đế Thích cai quản bốn tầng thiên vương, dễ vui thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn: Đế Thích không phong vật đạt ngôi vị thiên chủ, không phong vật được khen, phong vật thường bị trách. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ,
không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Rồi, bây giờ trong từ vựng này, quý vị có ý kiến gì? Có những cái từ nào mà quý vị cảm thấy rắc rối? Alo. Rồi, mời Sít Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sằng Khai. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, xin Ngài cho con hỏi cái câu số 3. Dạ, câu số 3. Abhamadang basang santi. Thường cái chữ sang này thì nó rời ra. Mà tại sao cái sự cái trường hợp nào mà chữ sang thì nó chính dính vào chữ sanh? Con cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho con ạ. Con kính dâng bạch đến Ngài. Alo, cái trường hợp sanh sầm tí, nó là một từ khen ngợi, ca ngợi, tán dương, không thể tách rời. Ví dụ sanh hì tá, sanh hì tá, đó cũng là một từ. Rồi có chỗ chúng ta sa hi tăng cũng là một từ. Vậy thì chữ ba là một tiếp đầu ngữ, tức là tiếp đầu ngữ này nó nhấn mạnh cho cái chữ ngợi khen, ca ngợi, tán thán, sân hi tá, sân sân tí ha. Thì chữ ba sân sân tí tức là ca ngợi, khen ngợi, tán thán, một cái vấn đề mà coi như khi mà hoan hô ủng hộ khen thưởng, mà coi như cái có chữ ba chứ, tức là nhấn mạnh, nó nhấn mạnh cho sự khen thưởng đó xứng đáng. Ví dụ như trong cái số chư thiên mà cái vị này là đệ nhất trong cái số chư thiên đó, mà đệ nhất là cái gì? Có những cái điều mà những cái vị chư thiên khác không làm được mà vị này làm được. Thì như vậy thì cái sự tán thán, sự ca ngợi càng nhiều hơn, thì cái chữ ba này nó nhấn mạnh. Ý của Sĩ Nhật Quỳnh nói rằng chữ sân M có dấu chấm là luôn luôn rời ra ha. Cũng tùy từ, tùy chữ, chứ không phải là nó hồi nào M có dấu chấm. Hay là trong room này có nhiều người không công nhận là đây là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà lại nói là trường âm đọc theo nút ruồi. Cái nút ruồi đã mới xuất hiện đây, còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm có nghĩa là có chữ A, chữ Ý, chữ U. Đó là ba nguyên âm, đoạn âm, mà có chữ M có dấu chấm ở phía sau nó, cho nên chúng ta gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì không bắt buộc nó phải rời, mà khi một từ của nó, ví dụ như Sít Nhật Quỳnh ha, chỉ đọc dưới chỉ Nhật thôi mà không đọc dưới Quỳnh thì ai biết cái gì? Sít Nhật ơi, rồi Quỳnh sao hả? Không được. Hai cái từ này đi chung với nhau, chứ đi chung với nhau thì phải gọi là Sít Nhật Quỳnh chứ. Ai đọc ví dụ chữ ba rồi tới chữ sân nó rời ra, rồi thêm chữ sân tí, thì như vậy thì quý vị thấy rằng nó rời rạc quá. Cũng giống như một cái câu văn mà có dấu chấm gì vậy, từ từ chứ. AUX mode. Alo, nghe lời chưa? Sao văn miễn? Sít Nhật Quỳnh nhớ ha, bắt sân sanh tí nó đi liền nhau. Mà nó quan trọng là sân sanh tí
hú là tại vì nó hít pin à, mới nạp pin vô thì nó hú không sao. Ở chùa hú là phải rồi, người ta nói là tu phải hú chứ không sao đâu, nhưng mà nghe được là tốt rồi ha. Rồi trở lại vấn đề, sân sanh tí là khen ngợi, nhưng mà có chữ bá ở phía trước à, nó nhấn mạnh cho, nó làm mạnh thêm cái sự khen ngợi đó. Mà đây sân sanh tí là một động từ số nhiều, một động từ số nhiều à, cho nên không thể tách rời ra. Rồi như vậy sư Nhật Quỳnh hiểu chưa? Cũng như trong một câu văn có dấu chấm, có dấu phết, thì ví dụ như một cái câu người ta nói nam sinh bỏ áo trong quần, nữ sinh mặc áo dài ha. À, nam sinh bỏ áo trong quần rồi phải ha, rồi nữ sinh mặc áo dài ha, đó là hai vế ha. Nhưng mà rồi ông hiệu trưởng mà ông lên ông đọc cái bài điều lệ khi mà khai trường đó, mà ông đọc ông quên dấu chấm dấu phết thì sao? Chúng ta sẽ hiểu khác. Nam sinh bỏ áo trong quần, nữ sinh mặc áo dài, thì quý vị nghe sao? Nghe kỳ kỳ phải không? Cho nên chữ xăng, xanh tí là một động từ. Nếu mà chữ xăng này nó rời ra thì Huynh Giang Nhật Hà sẽ cười liền á, thấy không? Rồi, sư Trần Phụng à, đưa tay có vấn đề gì, xin mời ha. Alo, sư Trần Phụng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Dạ, bạch Ngài cho con thắc mắc là con cái từ mà chữ sanh nó là đọc là sanh hay là sanh, như là từ sanh khăn đó, là con nghe có vị thì đọc là sanh, còn con thấy có vị đọc là sanh, như vậy là con không có hiểu đúng ra là sanh hay là sanh, con chưa hiểu. Dạ, bạch Ngài, xin Ngài chỉ cho con ạ. À, xà thu xà thu sư Trần Phụng, một câu hỏi có ý nghĩa, có nghĩa là sư Trần Phụng vô sao, cho nên cái phần này đã qua rồi à, cho nên sư Trần Phụng thắc mắc là phải rồi à, khi mà thời gian đầu thì quý vị đi vào cái vấn đề phân tích trường âm đoạn âm thì nó chi ly à, nó hơi dài dòng một chút. Nhưng mà khi mà sư Trần Phụng vô à, sinh hoạt bây giờ thì cái thời gian đó đã trôi qua. Tại sao gọi là trường âm thông thường, tại sao gọi là trường âm nhấn, và tại sao gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm thông thường có nghĩa là a i u e o à, a i u e o, tức là năm cái trường âm này của nguyên âm ha, năm cái trường âm của nguyên âm a i u e o, thì chúng ta gặp hoài ha, gặp thường quá đi, cho nên gọi là trường âm thông thường. Ừ, gọi là trường âm thông thường à. Chỗ nào ví dụ như có một cái phụ âm mà phía sau nó là một trường âm à, chúng ta đọc dòng dài mà a i u e o thì đó là những trường âm thông thường à, thông thường thì dễ hiểu ha. Còn trường âm nhấn là gì? Trường âm nhấn là khi một cái nguyên âm nó đứng trước hai phụ âm, một nguyên âm đứng trước hai phụ âm, ví dụ như chữ á, á là nguyên âm á ha, nguyên âm á, hết nghe rồi hả? Alo, quý vị còn nghe không? Tại sao Sức Hoàng Thanh không có nghe? Rồi nguyên âm á ở trên chữ bát sanh sanh tí nè,
Nguyên âm A là đứng trước chữ N là một phụ âm, đứng trước chữ T là một phụ âm nữa. Thì đây là hai phụ âm của cái âm. Alo, sư Trần Phụng chú ý ha. À, sư Trần Phụng chú ý ha. Có còn nghe được hay không? À, chữ à, nghe ha. Rồi, xà thủ. Sự thắc mắc của sư Trần Phụng, chúng tôi giải thích ở đây là hai phụ âm kép. Hai phụ âm tức là chữ A đã đứng trước chữ N và chữ T. N và T là hai phụ âm. Vậy thì khi đứng trước hai phụ âm thì chúng ta phải kéo dài ra, đọc dài ra. Mà đọc dài ra thì gọi đó là trường âm. Thì chúng ta đọc là anh, anh. Và cái chữ trước cái phụ âm đó là gì? À, trước cái nguyên âm đó là gì? Chữ phụ âm. Chữ xăng, chúng ta đọc là xanh ha. Chúng ta đọc là xanh tí ha. À, đó là trường âm nhấn. Và trong trường âm nhấn này, cái chữ đầu tiên ở trong bài pháp cú này tức là chữ ốc. Một nguyên âm đứng trước hai phụ âm ấp. À, sư Trần Phụng thấy cái câu 30 ha. Ấp bát ma đề na, thì chữ ấp này nó cũng là một trường âm nhấn. À, à, thì khi một nguyên âm đứng trước hai à đứng trước hai phụ âm, à, phụ âm ghép hay là phụ âm nó lộn xộn gì không quan trọng, mà phía sau nó là hai phụ âm thì cái nguyên âm đó chúng ta phải kéo dài, gọi là trường âm nhấn. Rồi, à, Trần Phụng chú ý ha. Rồi bây giờ tới cái trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Nguyên âm là gì? A, I, U. Đó là những nguyên âm của đoạn âm. À, A, I, U. À, cái gì vậy? Buổi sáng chưa cho gà, chưa cho bồ ăn, cho nên vô nó quậy. À, thông cảm ha. Rồi trở lại vấn đề nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì bây giờ cái nguyên âm ở trước là gì? A, A, I, I, U, U, E, O. À, đó là những nguyên âm. Mà nguyên âm đó là nguyên âm đoạn âm cũng có, trường âm cũng có. Thì bây giờ đọc theo cái nguyên âm đó. Thì ở đây chúng ta thấy nè, chữ đê hoa năng ha, chữ năng. Tại sao đọc là năng? Tại vì cái nguyên âm phía trước là á. Nguyên âm phía trước là á thì chúng ta phải đọc là ân. Nguyên âm phía trước là ý thì chúng ta phải đọc là in. Nguyên âm phía trước là chữ ú thì chúng ta phải đọc là ung. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khi trước nó là những nguyên âm a, i, u. À, đó là những cái nguyên âm mà nguyên âm đoạn âm á, a, i, u. À, sư Trần Phụng nhớ chưa? Chứ không phải như những cái trường âm thông thường. À, tức là nguyên âm của nó là trường âm a, i, u, e, o. Thì cái đó không nói, đó là qua cái trường âm thông thường. Còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nó phải là những cái nguyên âm đoạn âm. Ví dụ á, y, u. Á thì chúng ta đọc là ân, y chúng ta đọc là in, u chúng ta đọc là ung. Rồi, được chưa? Rồi, đại khái vậy đi ha. Rồi chúng ta sẽ gặp, và khi gặp thì nó quen đi. À, khi mà quen rồi thì quý vị thấy rất là thoải mái. A, I, U. Cái gì vậy?
làm gì có eo trong nó nữa, mệt quá. Aio là những cái nguyên âm đoạn âm mà nó đứng trước m có dấu chấm, thì chúng ta đọc gọi là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm của a, của ý, của u đó, chứ không có eo gì hết đó. Rồi, rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự. Và cái duyên sự này cũng là một cái phần để sau này vào những cái ngày sinh hoạt thì tùy duyên, chúng ta muốn làm ông trời thì chúng ta sẽ hiểu. Mà đa số gọi là ông trời con, gọi là thiên tử. Hoặc là nhiều khi người ta còn dùng cái từ cái đồ trời đánh ha, nên là thương cũng có, ghét cũng có. Ông trời mà sống cũng không vừa lòng người ta nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái duyên sự Đức Vua Trời Đế Thích. Khi mà Đức Phật ngự tại Trùng Cát giảng đường, tức là Kutagarasala, ở trong thành Vesali, thì Đức Phật có đề cập đến Vua Trời Đế Thích, mà chúng ta hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế ha, Đức Vua Trời Đế Thích. Thì người đời nếu mà không hiểu Phật giáo thì người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế ha. Ở trong thành Vesali có một vị vương tử tên là Mahali, thuộc cái dòng Lichavi. Thì khi mà Đức Phật thuyết lên cái bài kinh Sakkapanha, tức là Đế Thích Vấn Đạo, thì vị vương tử này mới nghĩ rằng Đức Chánh Biên Tri thuyết pháp đề cao ca ngợi cái quyền lực của Đức Vua Trời Đế Thích là do Ngài đã thấy rồi mới thuyết, hay là Ngài chưa mà thuyết, do Ngài quen với Đức Vua Trời Đế Thích hay là không quen. Vậy thì ta phải hỏi mới được. Thế là vương tử Mahali đến gần Đức Thế Tôn đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên. Khi đã ngồi yên thì vương tử mới bạch hỏi Đức Phật: Bạch Ngài, Ngài có thấy Thiên Vương Đế Thích hay chưa? Này Mahali, ta đã thấy Thiên Vương Đế Thích rồi. Bạch Ngài, nếu thật là Thiên Vương Đế Thích thì khó thấy, khó biết lắm. Sẽ rằng Ngài đã thấy lầm một vị nào đó giống với Đức Vua Trời Đế Thích. Này Mahali, ta biết rõ Đức Vua Trời Đế Thích, ta biết rõ những cái pháp để thực hành để trở thành một cái vị chúa của cái cõi chư thiên. Này Mahali, Đế Thích Hoàng Nhân Sakkadeva Nắp Mình Đồ là do kiếp trước ở cõi nhân gian là một thanh niên có tên là Makha, cho nên được gọi Đức Makhawa. Này Mahali, Đức Đế Thích ở kiếp trước trong cái nhân loại này đã bố thí tròn đủ, cho nên được gọi là Purindako. Này Mahali, Đức Vua Trời Đế Thích kiếp trước ở cõi nhân gian đã bố thí đắc lực, cho nên gọi là Sakka. Này Mahali, Đức Đế Thích do kiếp trước ở cõi nhân gian bố thí chỗ ở, cho nên gọi là Vasawa. Này Mahali, khi mà ở cõi nhân gian nghĩ ra được hàng ngàn việc có lợi, cho nên Đế Thích được gọi là Sahasachakhu. Này Mahali, do làm chồng của nàng Suchata là công chúa của cõi Asura, cho nên có danh hiệu là Suchampati. Này Mahali, Đức Vua Trời Đế Thích là một vị lãnh chúa ở cõi Tam Thập Tam Thiên, cho nên có cái tên là Ta Quá Tình Sa, và có cái danh hiệu là Dewa Nắp Mình Đồ. Này Mahali, Đức Đế Thích kiếp còn ở nhân gian
đã hành theo bảy cái hạnh, cho nên khi được làm vua trời của thiên vương, và bảy cái hạnh đó tức là suốt đời phụng dưỡng song thần, suốt đời tôn kính bậc trưởng thượng, suốt đời nói lời chân thật, suốt đời không nói lời đâm thọc, suốt đời rửa lòng thật sạch, không có bổn xẻng, là người tại gia cư sĩ mà xá bỏ của cải bố thí không một chút luyến tiếc. Rồi điều thứ sáu là suốt đời nói những lời dịu ngọt. Và thứ bảy là suốt đời không phẫn nộ, nếu mà có sân hận nổi lên thì mau mau dập tắt. Đó là bảy cái hạnh để làm được một cái vị vua trời tam thập tam thiền. Này Mahali, Đức Vua Trời Đế Thích do kiếp trước ở cõi nhân gian đã thành tựu bảy cái công hạnh, cho nên mới được làm chúa cung trời đau lợi. Này Mahali, do những cái nghiệp lành mà Đức Vua Trời Đế Thích đã tạo trong cái kiếp làm người thanh niên tên là Makha, và Đức Phật khi mà dứt lời như vậy thì vương tử Mahali muốn biết thêm chi tiết về những cái thiện hạnh của Đức Vua Trời Đế Thích, cho nên mới hỏi rằng: bạch ngài, chẳng hay thanh niên Makha đã thực thi những cái hạnh công đức như thế nào? Thế thì này Mahali, ông hãy lắng nghe. Alo, quý vị còn nghe không? Ở trong này cái vị vương tử tên là Mahali, quý vị biết làm sao cho nó đúng tên cái ông này, quý vị biết cho nó đúng tên ông này đi, rồi khi đó quý vị mới chú tâm để mình nghe. Ông này hỏi nhiều câu hay quá. Mahali ha, sao Sĩ Thà biết cái chữ gì vậy ta? Mahali, Sĩ Kim Nhung biết đúng nè. Mahali, Sĩ Thanh Hoàng Thanh cũng biết nè. Rồi, khi mà quý vị biết như vậy đúng lại thì quý vị mới nhớ. Để rồi sau, ví dụ như câu chuyện Phật Ngôn 30, ai là người khởi xướng, ai là người thắc mắc, và người thắc mắc đó là ông vương tử Mahali. Rồi chúng ta cũng nhờ cái ông này mà hiểu được cái câu chuyện này ha. Và Đức Phật đã kể về tiền thân của Đức Vua Trời Đế Thích như thế này. Ở trong cái làng Achalagam á, thuộc cái xứ Magath, có một thanh niên tên là Makha. Makha viết thế nào đây? Alo, người thanh niên tên là Makha. Alo, cái chữ Makha viết làm sao đây? Đây là nhân vật quan trọng của câu Phật ngôn này. Đúng rồi, xà thủ si nhập quên Makha. Ở trong cái xứ Magatha, trong cái làng Achalagam á, có một chàng thanh niên tên là Makha. Thì từ lúc mà mới thành lập thôn ấp thì đất đai hãy còn nhiều chỗ hoang vu. Ban đầu thì chàng thanh niên này xí được một miếng đất rừng, phát dụng khang trang thành một nơi coi như đẹp đẽ, cất nhà lên để mở. Thì có một người khác đến đánh đá đập đuổi đi và chiếm đoạt cái chỗ ở của chàng ta. Thấy sướng không? Mình dọn cổ lên mà chưa chịu ăn gì hết là có người tới dành. Người ta dành thì đi, dành thì cứ ăn đi. Anh chàng này bỏ đi vô khác. Anh chàng Mã Khá này chẳng có một chút giận hờn gì kẻ đã hiếp đáp mình, rồi phải đi phát dọn một chỗ đất khác cho sạch sẽ, đẹp đẽ, rồi cất nhà lên để ở. Nhưng mà khổ một cái, khi làm xong nhà thì cũng bị kẻ khác đến dành, đánh đập, chiếm cái nhà, không cho chàng ta ở nữa. Thanh niên Makha cũng chẳng có giận hờn gì những cái kẻ bất lương, chưa lo khai thác đất quan cho bằng phẳng,
các nhà ở một chỗ khác. Đẩy các nhà xong là có người đến đánh đập đuổi đi à, rồi khi mà dọn đất thì bị chiếm đất à, chàng thanh niên Makha bị những cái kẻ mạnh áp chế để cướp đoạt một cách trắng trợn như thế rất là nhiều lần. Cho nên phải cứ đi mãi. Tuy nhiên vẫn quan nghĩ và tự nghĩ rằng tất cả mọi người đều được an vui, chính ta là người ban sự an vui cho họ, tức là ta đã tạo ra cái phước à, cho những người đó hưởng à, và thế là anh ta chẳng có buồn phiền gì hết. Hay thiệt, nhờ có cái tâm quảng đại như thế mà thanh niên Makha chẳng có một chút ưu phiền. Hôm sau thì lại vác cuốc đi dãy cỏ, ban đất, dọn thành một cái sân rộng lớn, sạch sẽ, khang trang, cất lên một phước xá. Và tất cả mọi người đều được Makha cung cấp cho củi lửa trong mùa lạnh, rồi nước tắm trong mùa nóng. Từ khi mà hoàn thành cái ngôi phước xá này thì về sau Makha được sự yêu mến của mọi người, họ thọ ơn, không còn ai ganh ghét anh chàng ta nữa. Thấy cái việc làm phước của mình có kết quả tốt đẹp, thanh niên Makha mới nghĩ rằng từ nay về sau ta nên đắp đường bồi lộ à, lo cho thiên hạ đi. Là một buổi sáng, anh chàng đi sửa sang đường xá cho bằng phẳng, lượm hết rác rến, nhánh cây gãy nằm ở giữa đường. Khi đó, có một người thanh niên à, thấy Makha là như vậy, cho nên đến gần hỏi: "Này anh làm cái gì vậy?" "Anh à, tôi làm con đường đi lên trời." "Ô, ngộ vậy. Nếu mà như vậy thì anh cho tôi làm chung với cho có bạn cho vui." "Được rồi, anh hãy làm chung với tôi đi. Ở quả trời có nhiều người cũng là người tốt lắm đó." Đó, có được hai người hướng, rồi nhiều người khác thấy họ làm việc công ích, hỏi thăm và xin gia nhập họ đoàn. Cái số bạn của Makha tăng lên dần dần, rồi sau trở thành một nhóm à, chốt lại là 33 người. Ngày nào họ cũng phát cúc ra đồng để sửa soạn con đường làm thành một quãng dài độ 2-3 do tuần. Thấy công tác do cái nhóm thanh niên Makha lãnh đạo, cái ông hương quản ở trong làng thôn trưởng mới nghĩ bụng: "Những người này chỉ lo làm việc tốn công vô ích, phải chỉ họ đi rừng kiếm cá thịt à, đem về, hoặc là nấu rượu ăn nhậu cho vui, hoặc là làm cái gì khác mà ta có thể kiếm chát liếm láp được chút đỉnh." Và cái viên thôn trưởng này sai cái chú trùm đi mời nhóm thanh niên đó đến công sở và hỏi: "Mấy chú làm cái gì vậy?" "Dạ thưa ông Phương Quản, làm con đường lên trời." "Ờ, những người mà có nhà cửa gia đình chẳng nên làm như vậy. Tốt hơn hết là vào rừng kiếm cá thịt, rau trái đem về, hoặc là nấu rượu nhậu chơi, hoặc là làm việc gì khác nữa chứ." Mặc dù ông Phương Quản nhắc đi nhắc lại nhiều lần à, nhưng mà nhóm thanh niên này cũng không chịu nghe theo. Thì anh chàng này mới nổi giận: "Ta sẽ làm cho lũ mày phải chết hết." Thế là ông ta vào triều tâu với đức vua, muốn tâu thử ở tại cái địa phận của hạ thần có nhiều kẻ cướp thiết bè cái đảng để đi nhiễu hại lương dân. Đức vua mới nói rằng: "Trẫm giao cho sanh tóc ngã bọn đó đem về nạp triều đình." Và được lệnh đức vua thì này bắt hết cái nhóm thanh niên áp giải. Đức vua không cần tra xét gì hết, lập tức ra lệnh: "Hãy cho voi dày đạp bọn này đi." Makha bình tĩnh khuyên nhủ các bạn:
Này anh em, trừ cái tâm từ ái, chúng ta không còn chỗ nào để mà nhờ cậy. Anh em đừng có chút gì buồn giận đức vua với cái viên hương quả và con voi sẽ dày mình. Anh em hãy rải tâm từ và giữ cái tâm bình tĩnh. Cả nhóm đã làm như thế. Và khi ấy, do coi lực từ tâm của những người vô tội, con voi không dám lại gần họ. Đức vua nghe quân phúc trình về sự việc này thì nghĩ rằng, các bạn nó thấy đông người cho nên không dám dày đạp họ. Đức vua ra lệnh, hãy lấy đệm phủ lên mình cái bồn đó, rồi tháo voi ra cho nó dày đạp. Con voi được thả ra để dày đạp cái nhóm người đi chùm cái đệm đó. Và thấy họ thì nó càng tránh xa ra. Và khi mà nghe thông báo rõ việc này thì Đức vua mới sinh nghi, chắc là có điều gì uẩn khúc ở đây đây. Và Đức vua cho áp giải toàn nguyên cả cái nhóm thanh niên đó vào triều và phán hỏi: Này các thanh, tại sao mà các thanh không tuân hành theo luật pháp của đất nước này? Muôn tâu thánh thượng, chúng thần có làm gì phạm pháp đâu. Có người tố cáo các khanh là những cái tên cướp kết bè kết đảng với nhau đi lẫn lút ở trong rừng. Muôn tâu thánh thượng, ai là tố cáo như vậy? Cái viên hương đã nói các khanh là như vậy. Muôn tâu thánh thượng, chúng con không phải là kẻ cướp, chúng con tự lo sửa sang quét dọn con đường đi lên thiên giới. Mà nếu có làm việc này việc nọ thì hương viên hương quản suối bảo chúng con làm những cái điều bất thiện không được, thì ông ta muốn hãm hại chúng con, cho nên mở vu khống là như thế. Sau khi nghe lời trần tình của nhóm thanh niên ham làm việc nghĩa thì Đức vua rất là đẹp dạ, phán rằng: Này các khanh, con thú này mà nó còn nhận biết được cái ân đức của các khanh, chẳng là người mà không bì kịp nó hay sao? Cho nên chốt đã lỡ tin theo lời quấy của kẻ ngu si, không chịu tra xét cho minh bạch, chẳng có một sự sơ suất. Các khanh tha lỗi cho chẳng. Và Đức vua hạ lệnh bắt giam viên hương quản và vợ con, phải đi làm tôi tớ cho cái nhóm thanh niên, ban cho nhóm này con voi ấy để coi như là cởi và cấp luôn một cái làng ác chân lắc gà má cho họ chọn làm chủ để sử dụng. Các vị thanh niên này mới bảo nhau rằng: Chúng ta làm phước thì được phước, thấy được nhãn tiền rồi, họ càng phấn khởi phát tâm trong sạch hơn. Thì mấy con gà nó thôi lắm. Chờ chút. Con gà buổi sáng chưa cho ăn, cho nên nó vô nó đòi, nó là làng như vậy đó. Rồi quý vị thông cảm. Rồi tiếp tục. Sau khi mà Đức vua đã cấp cho một con voi trong cái vấn đề tạo thiện sự, thì cái nhóm thanh niên này mới cỡ voi đi dạo khắp làng, rồi họ lại trù tính như vậy: Bây giờ chúng ta nên làm một cái công tác phước thiện đặc biệt. Có nghĩa là nơi ngã ba ngã tư đường cái sẽ lập một cái ngôi gọi là an dưỡng đường. Rồi chúng ta hãy bố trí ở tại cái an dưỡng đường đó. Mà cái việc làm này thì chúng ta làm trong cái nhóm của chúng ta, đừng có cho người nữ tham dự vào. Cho nên chàng thanh niên Mắc Ha này có tới 4 người vợ.
Bây giờ thứ nhất cái tên là Sunanda, thứ hai là Sujita, thứ ba là Suthamma, số bốn là Sujata. Thì bốn cái người vợ ở nhà ở riêng. Cái nàng mà Suthamma nghe các thanh niên không cho người nữ là phùng phước, thì cô ta mới tìm đến ông thợ mộc. Với nó mới nó nhỏ là: bác ơi là bác làm thế nào cho cháu được đứng tên làm chủ cái ngôi giảng đường phước xá đó đi. Rồi cô ta trao cho ông thợ mộc một số tiền lớn, và ông thợ mộc này sáng con mắt ra, thấy như vậy mừng quá, nó được rồi. Thì lúc khởi công, người thợ mộc chọn một cái cây ván phơi khô bào đục làm thành một cái tấm bảng hiệu trước hết, và khắc mấy chữ là Phước Xá Suthamma, tức là tên của cái nàng này. Xong rồi thì dùng vải bao lại, là cắt riêng một này. Đến khi đã làm xong cái phước xá này, vào cái ngày trương bảng hiệu để khánh thành, thì ông thợ mộc giả vờ nói rằng: ô mấy ông chủ ơi, có một việc mà tôi quên mất. Thì mấy người thanh niên đó mới hỏi: cái gì vậy? Còn thiếu tấm bảng. Ô, để chúng tôi mang cây ván đến cho bác làm. Thì người thợ mộc mới nói rằng: bây giờ mà dùng ván mới sẽ không làm kịp, phải kiếm cho được cái tấm bảng mà cái phơi khô sẵn rồi bạo đục từ trước để dành, thì khi đó mới sử dụng được. Thế thì phải làm gì bây giờ? Nếu mà như ai có tấm bảng sẵn để dành bán, thì mình hãy nài nỉ mua lại. Và nhóm thanh niên đi kiếm tấm bảng để mà mua, thì gặp được cái tấm bảng trong nhà của Suthamma, cái giá đến ngàn đồng tiền vàng cũng không mua được. Cô này mới nói rằng: tôi không cần tiền bạc gì hết, nếu mà các anh cho tôi được hùng phước tạo cái ngôi phước xá này, thì tôi sẽ biếu không cho cái tấm bảng này. Và nghe vậy thì chắc thanh niên mới đáp rằng: chúng tôi đã quy định không cho nữ nhân hùng phước trong cái giảng đường này. Khi đó thì ông tự mộc mới xen vào: thưa quý ngài, sao quý ngài lại tính như thế? Trừ ra có cõi trời Phạm Thiên, ngoài ra không có cái cõi nào mà không có nữ nhân. Quý ngài nên nhận tấm bản này đi. Tấm bản đã làm sẵn như thế này để khánh thành cái ngôi phước xá này cho xong. Xong việc rồi thì chúng ta còn phải nhiều chuyện khác nữa. Và nhóm thanh niên bằng lòng nhận tấm bản đem về dựng lên khánh thành cái ngôi phước xá. Thì với cái cơ sở kiến trúc này, nó chia ra làm ba khu. Khu thứ nhất là để cho chủ nhân ở, khu thứ nhì để cho bần nhân, và khu thứ ba để cho những người bệnh lưu trú. 33 chàng thanh niên lót 33 cái tấm ván, rồi ra dấu cho con voi hiểu rằng: nếu mà khách đến ngồi trên tấm ván của người nào, thì hãy đưa khách đến nhà của người đó. Và chủ của tấm ván đó sẽ làm tất cả phần sự để phục dịch khách lạ mới đến, như là đấm bóp tay chân, đấm lưng, cung cấp vật thực cứng mềm, xếp dọn chỗ ở. Con voi hiểu ý của chủ nhân, hễ mà thấy khách lạ đến ngồi trên tấm ván nào, thì nó đưa khách đến gặp chủ của tấm ván đó. Và chủ nhân phải lo làm tất cả những cái gì cần phải làm trong ngày để phục khách. Và cái phước xá này, cách đường không có xa, cho nên chàng thanh niên mắt hát có trồng một cái cây cô với là ha, và lót kê một cái phiến đá bằng rất là lớn nơi cái gốc cây này. Khi mà vào nơi phước xá này, ai cũng nhìn thấy tấm ván và có đục mấy chữ là phước giảng đường phước xá Suthamma. Họ nói rằng:
đây là con phước xá mà của nàng Sú Thâm Ma, không ai nhắc đến tên 33 người thanh niên hết. Và cái đó thì cái nàng Sú Nanh Đà, vợ của Ma Khá mới nghĩ rằng, mấy anh này cất cái phước xá không chịu cho nữ nhân hồn phước, vậy thì nàng Sú Thâm Ma thông minh lịch lãm, đã biết dùng cái tấm bảng mà chia phước báo, vậy thì ta cũng phải làm cái gì tham dự phần nào. Và nàng Sú Nanh Đà đã suy nghĩ, khách xa mới đến thì cần nước để tắm rửa để xài, vậy ta mướn đào một cái hố nước. Và nàng Sú Nanh Đà đã đào được một hồ sen và tạo ra một cái cảnh tươi mát. Khi thấy vậy thì nàng Sú Chí Ta mới nghĩ thầm, ô nàng Sú Thâm Ma làm phước được tấm bản, chị Sú Nanh Đa tạo được cái ao sen, còn phần ta phải làm gì đây? Và ta suy nghĩ, khách mà đến cái phước xá này, sau khi tắm rửa uống nước tắm mát xong, cần phải có hoa để cài lên mình, vậy ta phải tạo một cái công viên, một vườn hoa. Và thế là nàng Sú Chí Ta đã tạo thành một cái cảnh, một cái công viên trồng đủ mọi cái loài hoa thơm cỏ lạ, mỹ miều cả ấy, có đủ các thứ cây ăn quả chen vào, tức là nơi đây che rợp cả bốn mùa luôn. Còn riêng nàng Sú Chí Ta thấy mọi người chung nhau tạo phước thì cô ta nghĩ, ta là họ hàng bên ngoại và cũng là người nâng khăn sửa túi cho chàng Mắt Khác. Những công tác mà chàng ta đã tạo thì giống như của ta, những công việc của ta thì cũng chính như của chàng, chứ có gì khác nhau đâu. Nghĩ như vậy, nàng Sú Chí Ta không lo hùng phước, chỉ tối ngày lo trang điểm thân thể, trau dồi sắc đẹp mà thôi. Còn chàng thanh niên Mắt Khác suốt đời giữ đủ bảy hạnh, tức là sự thân, tôn trưởng, cam ngôn, vô lưỡng thiệt, ly hận, chân thật và vô nộ. Tức là nuôi song thân trọng niềm, hiếu nghĩa, biết kính nhường trưởng lão trong nhà, nói năng êm ái dịu hòa, những thói đâm thọc, điêu hoa chẳng dùng, hằng dứt bỏ được lòng tiết rộng, lời chánh chân tánh nắng dẹp yên, người đó đau lợi chư thiên, tôn xưng quân tử đại hiền trượng phu. Và nhờ nhiệt tâm chuyên cần đề cao như thế, sau khi mệnh chung, thanh niên Mắt Khác được siêu sanh làm bậc thiên vương trên cõi trời Đao Lợi. Và những người bạn đồng chí với Mắt Khác cũng đều được sanh về cõi đó cả. Ông Thợ Mộc cũng sanh lên là vị chư thiên có tên là Visakamma, tức là thiên tử kiến trúc. Thời bây giờ các vị chư thiên Asura còn ở trên cõi tam cõi tam thiên. Và nhân dịp có những vị thiên tử mới sanh lên, họ liền mở cái tiệc rượu để ăn mừng. Đức vua trời Đế Thích ra lệnh nghiêm cấm các thuộc hạ của mình không cho ai uống rượu. Các vị thần Asura cứ việc uống rượu đến nỗi say mềm, nằm nghiêng, nằm ngửa. Đức vua trời Đế Thích thấy vậy bất bình mới phán rằng, làm sao mà chẳng trị quốc với những kẻ buông lung phóng vật như thế này? Đức vua trời mới truyền lệnh cho tùy tướng của mình nắm chân bọn Asura quăng chúng xuống đại hải. Tuy bị rơi xuống cắm đầu xuống biển, nhưng mà các vị thần Asura còn nhiều phước báo, nhờ đó mà một Asura thiên được xuất hiện phát sanh lên do họ ở dưới chân núi Sineru. Một kinh đô cũng phát sanh lên cho họ tên là Chittapatali.
sau khi chiến thắng các vị Asura xong, thì 33 vị thiên chủ chiếm trọn cõi trời Ta Quá Tinh Xá rộng tới 10.000 do tuần. Và nơi này được mệnh danh là cõi trời 33. Cái cõi trời này từ cửa đông qua cửa tây đo được 10.000 do tuần, và cửa nam qua cửa bắc cũng 10.000 do tuần. Vòng thành có ngàn cái cửa, bên trong có hoa viên và hồ nước mát. Ngay trung tâm thành do cái Phước kiến tạo cái tăng xá, cho nên nổi lên một cái đền gọi là Tối Thắng Điện, cao 700 do tuần, làm bằng khắc bảo, có cắm những đại kỳ cao 300 do tuần. Những lá đại kỳ này bằng ngọc mani, có cán bằng vàng. Những lá đại kỳ bằng vàng thì có cán là ngọc mani. Những lá đại kỳ bằng trân châu thì có cán bằng san hô. Những lá đại kỳ bằng san hô thì có cán trân châu. Và những lá đại kỳ bằng thất bảo thì cái cán cũng là thất bảo. Ngay ở chính giữa thì có đại chiến thắng kỳ đứng hùng dũng cao tới 300 do tuần. Đây là cái phước đã tạo ăn nghĩa phước xá, mà cái vương điện làm bằng thất bảo cao 1.000 do tuần phát sanh lên là như thế. Các cái thiên tượng là che phủ cả một khoảng tròn rộng 100 do tuần phát sanh lên do nhờ cái phước trồng cây cô quý là ra. Còn cái phước cây tảng đá bằng mặt thì là làm cho dưới cái châu thiên trưởng phát sanh lên một cái bảo tọa bằng thạch anh bằng vàng, có màu tươi sáng như là cái hoa hồng nhung, dài 60 do tuần, rộng 50 do tuần, cao cũng 50 do tuần. Cái ngôi bảo tọa này tự động sọt xuống khi mà Đức Phật Thiên Vương Đế Thích ngự lên, và sau đó tự động phồng lên khi mà Đức Vua Trời Đế Thích đứng dậy. Con voi cũng được sanh về cõi trời Đạo Lợi là một vị thiên tử có tên là Erawana. Và trên thiên cung không có cái thú vật, cho nên mỗi khi mà Thiên Vương Đế Thích hay chư thiên mà xuất hành đi du ngoạn, thì cái vị trời Erawana này bỏ cái tướng của chư thiên, hóa thành voi Erawana cao lớn 100 do tuần để cho các vị thiên vương này cởi. Cái vị trời này còn hóa ra 33 cái ngà voi, có 33 cái tòa bảo tọa để cho 33 vị thiên chủ sử dụng. Mỗi bảo tọa có bề tròn khoảng 3/4 do tuần. Chính giữa là thiên kiệu để dành cho Đức Vua Trời Đế Thích, còn 30 do tuần có tên là Sutasana. Trên mặt cái ngôi nhà mát bảo đình tọa thì nó rộng tới 12 do tuần. Nơi đây được trần thiết những thất bảo cao một do tuần, xung quanh mái đình treo một cái dàn chuông gọi là linh võng. Mỗi khi mà gió nhẹ thoảng qua thì cái lưới chuông này phát ra cái tiếng nhạc ngũ âm trầm bổng du dương, hòa nhã thanh thoát, nghe tựa như là cung đàn ở trong động thiên thai. 33 vị chư thiên đều ngồi trên bảo tọa trong cái thiên kiệu của mình. Ở đây khi mà vũ hội lên đình thì Đức Vua Trời Đế Thích mới du ngoạn khắp thiên cảnh và coi lại những người vợ của mình, thì thấy nàng Su Thâm Mệnh Chung cũng được sanh về cõi trời Đao Lợi. Tòa chư thiên hội rộng 500 do tuần phát sanh lên có tên là Su Thâm, là tên của nàng.
Tòa bảo điện này nổi tiếng là nguy nga tráng lệ nhất, không nơi nào sánh kịp. Hàng tháng thì cứ đến ngày mùng 8, chư thiên tề tự đầy đủ để nghe thuyết pháp, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Rồi cả những cái thắng cảnh tăng thời người ta đã biết đều thua xa cái tòa diệu pháp thiên hội đường này. Còn nàng Sunanda sau khi chết sanh về quả trời Cao Lợi cũng có một cái ao sen xinh đẹp rộng 500 do tuần. Nàng Sujita cũng sanh về quả Cao Lợi với một cái viền hoa kỳ ảo rộng 500 do tuần có tên là Chittalata Vana, phát sanh lên do nàng đã tạo trong cái kiếp ở nhân giới. Và đó là nơi thu hút chư thiên đến cái quả Đau Lợi này thưởng ngoạn một cách rất là say mê, vì đây là một cảnh trí đầy hương sắc và bông hoa rất là đẹp. Riêng nàng Sujata khi mà lâm chung thì đọa làm con cò mái ở trong một cái hang đá bên núi. Đức Vua Trời để hết nhớ đến bốn người vợ mới dùng thiên nhãn quan sát và thấy nàng Sutama, Sunanda, Sujita được sanh về quả trời Đau Lợi. Riêng nàng Sujata thì vắng mặt ở nơi đây. Nhìn xa xuống trần gian, Đức Thiên Vương thấy nàng đang ở trong khổ cảnh thì nghĩ rằng cái cô này dại dột quá, không làm phước báo gì dù chỉ là ít ỏi, bây giờ phải mang cái kiếp thú, ta cũng nên nhắc nhở nàng tạo phước để được siêu sanh về đây. Nghĩ như vậy rồi thì Đức Vua Trời để thích biến hóa thành một người lạ mặt đến gần con cò mái và nói: cô làm gì lang thang ở chỗ này? Dạ thưa ông là ai vậy? Ta là chồng của nàng, tên là Mắt Khá đây. Ô, chàng sanh về cảnh giới nào? Ta được sanh về cõi Đau Lợi Thiên Cung. Ba cô bạn của nàng cũng được sanh về đó. Cô không biết sao? Dạ thưa chàng, em không biết. Cô cố gắng khổ hạnh để cho được sanh lên cõi chư thiên và sẽ tái ngộ với ba cô bạn cũ của cô. Ồ, bây giờ tôi lên đó sao được? Được, ta sẽ mang nàng lên cõi đó. Nói rồi Đức Vua Trời để xếp đem con cò mái đen cõi trời Đáo Lợi, đặt nó đứng cạnh cái hồ Sunanda, rồi tin cho ba cái vị thiên hậu biết rằng ba nàng đã gặp nàng Sujata chưa? Dạ thưa Thiên Chúa, nàng ấy ở đâu? Ồ, nàng ta đang đứng ở hồ Sunanda nè. Nghe vậy thì ba vị thiên hậu này rủ nhau đến đó, và trông thấy con cò mái thì ba cô ta kêu lên rằng: ô dữ út, chào ôi, còn đâu là nhan sắc mặn mà, chào ôi, còn đâu là phấn sáp lụa là điểm trang. Bây giờ chị nhìn cái cặp giò của chị kìa, hãy nhìn xem hai cái bàn chân kìa, ồ, có phải là cô ả thật là đẹp lộng lẫy không? Sau khi buông lời chế giễu mai cô bạn cũ, ba nàng thiên hậu đồng bỏ ra về. Đức Vua Trời để thích trở lại hỏi con cò Sujata: cô đã gặp bạn cũ chưa? Thưa có rồi, họ chế giễu em rồi kéo nhau đi mất. Xin chàng hãy đưa em đi về. Đức Vua Trời để thích nhìn Sujata rồi cho đi viếng khắp các cái cảnh đẹp trên thiên cung, rồi đưa lại chỗ cũ và hỏi rằng: bây giờ nàng có thấy cơ đồ sự nghiệp của ba người bạn cũ chưa? Dạ tâu Thiên Vương, thiếp đã thấy rồi. Vậy nàng nên tinh cần tu tập để được về nơi đó. Thưa Thiên Vương, thần thiếp làm sao mà tu tập để về đó được? Hãy ráng
hãy ráng làm theo những lời dạy bảo của ta. Thưa Thiên Vương, thần thiếp nguyện sẽ tuân theo lời dạy. Và khi đó Đức Phụ Trời để thế truyền ngũ giới cho con cò Sujata, căn dặn phải ráng chuyên cần gìn giữ, rồi từ giả cô nàng. Từ đó trở đi, con còn mãi chỉ ăn ròng những tôm cá đã chết để tránh cái tội sát sanh. Các bà hôm sau để thử lòng con cò, Đức Vua Trời để xếp hóa thành con cá măng nằm ngửa trên bờ cát, giống như đã chết rồi. Con còn mãi thấy ngỡ là con cá chết, nó lấy cái mỏ gấp lên để ăn. Không ngờ khi nó sắp nuốt thì con cá nó ve vẫy cái đuôi. Con cò mới nghĩ rằng ô, con cá còn sống, rồi nó nhả ra thả con cá xuống ao nước. Hôm sau nữa, Đức Vua Trời giải thích để thử con cò lần nữa, cũng y như thế. Con cò gấp con cá, thấy con cá ve vẫy cái kỳ thì nó đã thả ra và nói rằng ô, con cá còn sống. Sau khi thử sắc và ba ven như vậy, Đức Vua Trời giải thích hiện nguyên hình Thiên Vương, khen con cò và nói rằng nàng giữ giới trong sạch, ta đã ba phen xuống thử nàng, nàng đã kiên trì giữ giới cả ba. Nếu mà nàng cứ trì giới như thế mãi thì không bao lâu nàng sẽ siêu sanh về cảnh giới của ta. Nói rồi Đức Thiên Vương biến mất. Từ đó trở đi, con còn mãi nhất định có cách chết thì dùng, không thì thôi. Và cách mấy ngày sau, nó phải bị chết đói. Do cái phước năm giới được trong sạch, nó được thả sanh là con gái của ông chủ lò gốm ở trong thành Varanasi. Khi mà đến tuổi cập kê thì Đức Vua Trời Đế Thích chợt nhớ đến con cò, mới tự hỏi ô, nàng đã thả sanh về đâu. Khi quan sát tìm kiếm, thấy được cái hậu thân của con cò mãi là một cô gái, thì Đức Vua Trời Đế Thích nhủ thầm: bây giờ ta nên xuống nơi đó. Rồi Đức Vua Trời Đế Thích hóa ra một cỗ xe tay nhỏ chất đầy bảy báu, hình dáng như là những cái quả dưa chuột, đi vào trong thành. Ai dùng dưa chuột hay không, vừa đi vừa cắt tiếng rao lanh lảnh. Đức Vua Trời Đế Thích theo con lộ chính đi vào thành phố. Rồi nhiều người đem đậu xanh, đậu đỏ, ngũ cốc đến đổi, nhưng mà Đức Vua Trời Đế Thích từ chối và nói rằng không bán buôn đổi chát gì hết. Vậy thì ông đem cho hay sao? Tôi chỉ cho không những nữ nhân nào giữ giới. Ồ, trong những chị em đây không ai biết ngũ giới là gì hết, làm sao mà giữ cho được. Tôi chỉ cho người nào có giữ giới mà thôi. Ông ở đây có một cô gái con chủ lò gốm, thường ngày tự xưng là có giới đức. Vậy ông nên đến cho cái cô đó đi. Cô thiếu nữ nghe tin đồn cũng tìm đến cái cổ xe của Đức Vua Trời Đế Thích. Ông hãy cho tôi xin những cái trái dưa chuột của ông đi. Cô là ai? Tôi là người không bao giờ xa rời ngũ giới. Nghe vậy, Đức Vua Trời Đế Thích mới nói: thế thì cô hãy đưa ta về nhà cho biết nhà đi. Đức Vua Trời Đế Thích đẩy cổ xe dưa chuột đi theo thiếu nữ về tận nhà, rồi cho cô ta chọn cái xe báu vật, rồi biến ra nguyên hình cho cô ta biết và dặn rằng hãy dùng châu báu này để nuôi mạng sống, hãy giữ gìn ngũ giới cho đừng bị đứt. Nói rồi Đức Vua Trời Đế Thích thì giả ra đi. Thiếu nữ y lời dạy, giữ giới cho tới mãn đời, và khi chết được sanh làm một vị công chúa, con của Asura Thiên.
nhờ hai kiếp được giữ giới trong sạch nên công chúa Asura có dung nhan tuyệt đẹp, màu da như vàng ròng, đầy vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ, thanh quý vô cùng. Các phương tôn công tử Asura đến cầu hôn đều bị Asura vương là đức vua Vepachiti cự tuyệt, bảo rằng các người không xứng với con gái của trẫm. Và về sau đức vua Vepachiti cho phép công chúa gieo cầu để tự mình cán chọn phò mã. Đức vua tập hợp thần dân cùng tướng sĩ đứng trước hoàng lâu, trao cho công chúa một cái vòng hoa và phán: con hãy gieo cầu cán chọn phò mã xứng ý với con đi. Thì ngay lúc đó đức vua chẳng thể thích quan sát và xem nàng Suchata thọ sanh vào cõi nào. Biết được việc này, thiên vương mới nói: bây giờ cẩm xuống đó rước nàng về đây. Và đức Đế Thích hóa thành một ông lão Asura xuống đứng sau đám quân sĩ đang dự cái hội giao cầu. Công chúa đứng trên cầu vàng, nhìn khắp mọi nơi nhưng mà không lưu ý đến ai cả. Nhưng khi mà vừa trông thấy lão già Asura thì đột nhiên tình ái khởi phát, sống tình lại láng tràn ngập tâm tư của nàng. Do nơi tiền kiếp là đôi bạn đã từng chung chăn chung gối. Ồ, người này là ý trung nhân của ta. Nghĩ rồi công chúa nhắm ngay ông lão mà ném chiếc cầu xuống. Khắp cả hội trường xôn xao, ai cũng nói: đức vua tuyên bố là không ai xứng đáng với công chúa, vậy mà bây giờ cuộc giao cầu kén phò mã lại chọn được một ông già tuổi đáng cha của công chúa. Đức vua trời Đế Thích nắm tay công chúa, miệng hét lên: ta là vua trời Đế Thích đây. Rồi dắt vợ đằng vận bay đi. Rồi bay đi như vậy là cũng đủ rồi, thời gian cũng hơi lố. Rồi làm sao tiếp tục ha. Câu Phật ngôn này thì những sự dài quá, cho nên quý vị biết rằng khi mà đoàn tụ được bốn người vợ thì cái chuyện đó sẽ bàn tính sau ha. Rồi buổi sinh hoạt chúng ta kết thúc ở đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hòa hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin có lực vô biên chư toàn giác độc giác và tinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa chê quá chê na sô thị vô hô tụ sa bạc hà. Do lời chân thật này kính dâng vào phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hà Dạ. Buổi sinh hoạt cũng hơi lố giờ, mong quý vị thông cảm ha, bởi vì cái những sự dài cũng chưa hết nữa. Mà quý vị thấy rằng có những bữa chúng ta học thì cũng nên linh động, chứ nếu mà để quý vị mà nên đưa tay đọc cho tới khi mà không biết cái tại sao câu Phật ngôn này ý nghĩa làm sao, thì đó là một cái điều mà chúng ta học mà không nắm rõ được cái nội dung của câu Phật ngôn, thì đó là một cái điều mà coi như là không có lễ. Thì mong quý vị thông cảm ha. Thôi xin phép quý vị đóng rung luôn ha, lố giờ quá rồi.